Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, điểm chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lòng hầu mong được xứng đáng với danh hiệu để hiền thánh Chúa cao quá. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thơm nhuần hồn xác chúng con, điên chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khó, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc xuôi êm dịu. Hà hà. Ở cùng tất cả anh chị em.
thưa quý tu sĩ, quý chức bàn giáo, quý cụ ông bà anh chị em, đặc biệt gia đình Giêsu Lao Động thân mến, hôm nay 50 ngày sau biến cố Chúa Phục Sinh, cũng là vào lễ ngũ tuần năm xưa, cùng với giáo hội chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, là đấng ban muôn ơn, và nhất là nối kết hiệp nhất chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận hồng ân Thánh Thần đã ban cho chúng ta, để rồi cùng với ơn Thánh Thần chúng ta trở thành những chứng nhân hân hoan loan báo tin mừng cho muôn người. Lễ Chúa Thánh Thần là trước đây gọi là bổn mạng, giờ chúng ta gọi là tước hiệu của đơn vị Chúa Giêsu Lao Động cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Cộng đoàn chúng ta tham dự đại lễ hôm nay vỗ chạm vào tay thật lớn chúc mừng. Chúng ta cùng cầu cho quý cha cố, quý tu sĩ, quý chức bàn giáo, quý ân nhân, mọi người trong giáo xứ chúng ta đã qua đời, cũng như cầu nguyện theo những ý mà những người xin lễ chúng ta vừa nêu, để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng hiệp dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm thống hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã sống phạm nên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và đã nâng đỡ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên căng tầng trời. Xin thương, xin thương, xin thương.
là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thăm hoa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đồ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Pha-thi, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê-a, Cáp-pha-đô-xi-a, Phôn-tô, Tiểu-á, Phi-ri-ri-a, Pham-phi-li-a, Ai Cập, Li-bi-a, Cận, Si-rê-nê và người Rô-ma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Sê-rê-ta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: thế này là nghĩa gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giê-xu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Yeah.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cặm sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, quý cụ ông bà anh chị em, hôm nay là đúng 50 ngày sau biến cố Chúa phục sinh, thì cùng với hội thánh chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày lễ ngũ tuần năm xưa, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên các tông đồ, và chính ngày hôm ấy hội thánh Chúa được khai sinh. Vậy thì Chúa Thánh Thần đóng vai trò gì trong lịch sử cứu độ, trong hội thánh cũng như trong cuộc đời mỗi người tín hữu chúng ta? Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy ngay từ những chữ đầu tiên luôn đã thấy xuất hiện Thánh Thần hay thần khí. Thần khí Chúa bay là trên hỗn mang. Và chính trong khung cảnh hỗn mang này, Đức Chúa đã sáng tạo vũ trụ muôn loài. Và nhất là chúng ta để ý khi mà sáng tạo con người thì xem ra Thiên Chúa phải đầu tư từ suy nghĩ cho đến hành động. Nếu như các vật khác, muôn loài khác, Chúa chỉ cần phán thì nó liền có, thì đến khi tạo dựng con người, Đức Chúa xem ra phải bàn, phải đắn đo: chúng ta hãy làm ra người. Làm ra người như thế nào? Làm ra người như hình ảnh của chúng ta. Nói rồi, Đức Chúa như Kinh Thánh diễn tả, dùng bùn đất để nắn lên hình hài con người giống hình ảnh của Ngài. Một khối bùn đất nhào nắn cũng chỉ là một cục đất, nhưng mà chúng ta để ý là Đức Chúa sau khi nắn lên hình hài con người đã thổi hơi vào lỗ mũi cho nó có sự sống. Rua, thần khí hay sự sống là một cái gọi là cái hạn từ rất quan trọng ở trong Kinh Thánh, và từ ấy để diễn tả về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần quả thực là đấng ban sự sống, là đấng tác sinh muôn loài. Vậy thì Chúa Thánh Thần ngay từ trong Cựu Ước đã thấy, và đặc biệt là trong Tân Ước chúng ta còn gặp Ngài rất nhiều, đặc biệt là trong việc tác động đến Chúa Giêsu ngồi lợi Thiên Chúa làm người. Trong biến cố truyền tin, chính nhờ Thánh Thần tác động, hay là quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm bà, hay là bởi quyền năng Thánh Thần thì Đức Maria đã chịu thai và đã cưu mang ngôi lời Thiên Chúa làm người. Rồi Chúa Giêsu khi mà Ngài sống trong gia đình Nazareth, Ngài đầy thần khí, Ngài càng lớn tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt người ta. Đặc biệt sau 30 năm âm thầm tại Nazareth thì Ngài bắt đầu rao giảng. Khởi đầu để bắt đầu hoạt động công khai thì Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa để chịu thử thách cám dỗ, và Chúa đã chiến thắng Satan. Rồi từ đó, bằng sức mạnh Thánh Thần, Chúa Giêsu loan báo tin mừng khắp nơi, không những ở Jerusalem, ở Capernaum, mà kể cả những cái vùng ven biển hay là dân ngoại như thập tỉnh Tyro Sidon chúng ta nghe trong Tân Ước. Rồi khi mà Chúa thực hiện các phép lạ thì chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng Chúa dùng quyền năng của Thiên Chúa hay là ngón tay của Thiên Chúa. Đấy là những cái từ trong ngôn ngữ Thánh Kinh gọi là quyền năng Thánh Thần đấy.
Và đặc biệt là sau khi hoàn tất sứ mạng theo ý Chúa Cha, trên thập giá Chúa Giêsu đã chút hay là trao thần khí. Chúa Giêsu thở hay là hắt ra hay là trao thần khí, và Ngài cúi đầu xuống tắt thở. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu từ biến cố nhập thể cho đến giây phút cuối đời trên thập giá sinh thì Chúa cũng đã đầy thần khí. Mà đặc biệt là trong biến cố phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra và trao ban thánh thần cho các tông đồ, cho những môn đệ thân tín của Ngài. Sau biến cố Chúa, tức là thầy Giêsu bị bắt, bị giết, các tông đồ sợ hãi, đóng cửa phòng, kín cửa, sợ người Do Thái. Thầy mình đã bị bắt, đã bị giết, thì chúng ta là môn đệ, họ sẽ truy sát, họ sẽ tìm bắt, họ sẽ giết chết. Cho nên các tông đồ sống trong tình trạng rất là sợ hãi. Nhưng mà chính trong cái khung cảnh hay là sợ hãi như vậy, thì ngay từ cái ngày mà Chúa phục sinh, tức là sau ngày thứ 6 và Chúa chết thứ 7, xong rồi từ ngày thứ nhất trong tuần, thì là Chúa phục sinh đã hiện ra ban bình an cho các ông, và đặc biệt là thổi hơi ban thánh thần cho các ông. Trong biến cố phục sinh, Chúa đã ban thánh thần cho các tông đồ. Và đặc biệt chúng ta đọc các tông đồ công vụ thì sẽ thấy rằng vào ngày lễ vũ tuần, tức là 50 ngày sau lễ phục sinh, thì Chúa thánh thần lại được đổ tràn đầy trên các tông đồ. Vì sao vậy? Vì sau khi phục sinh, Chúa Giêsu còn hiện ra nhiều lần dạy dỗ, nhắc nhở, an ủi các tông đồ nhiều điều. Và chính Chúa cũng nói chúng con hãy đợi lãnh nhận thánh thần, hay thánh thần sẽ được trao xuống, để nhờ thánh thần thì các ông sẽ ban, sẽ được ban nhiều ơn để chu toàn sứ vụ. Và lễ Chúa thánh thần hiện xuống chính là một cái dấu ấn hay là mở ra một trang sử mới. Nếu như Chúa Giêsu là thầy, là đấng từ trời xuống rao giảng tin mừng, quy tụ tất cả những ai tin vào lời của Ngài, thì và Ngài đã thiết lập giáo hội của Ngài trên nền tảng là các tông đồ, thì ngày lễ Chúa thánh thần hiện xuống, lễ ngũ tuần chính là ngày khai sinh hội thánh. Chúng ta phân biệt ra một người thiết lập nhé, một người khai sinh nhé. Thiết lập và khai sinh là hai phần khác nhau. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thiết lập và thánh thần là đấng khai sinh hội thánh. Hay nói cách khác, thời điểm ngày lễ ngũ tuần chính là ngày hội thánh được khai sinh trong quyền năng của thánh thần, và cả ông được biến đổi. Bởi vì Chúa thánh thần biến đổi như thế nào? Qua thần học thánh kinh, qua các bài tin mừng lời Chúa, tông đồ công vụ đây, chúng ta có thể rút ra một vài điều. Thứ nhất, Chúa thánh thần là đấng ban sự sống. Dựng nên con người là một cục đất, khi thổi hơi thần khí hay là ruha thì là con người có sự sống. Chúa thánh thần là đấng ban sự sống. Khi chúng ta là Kitô hữu, chúng ta lãnh nhận sự sống của thánh thần trong ngày bí tích rửa tội. Đôi khi tội lỗi, nhất là tội trọng, làm chúng ta xa lìa Chúa, chết đi cái sự sống siêu nhiên, thì chúng ta lại được có thể có bí tích giải tội, chúng ta lại được giao hòa, được tái sinh. Tất cả các bí tích là thông ban thánh thần, thánh thần tác động cho các bí tích để đổi mới tâm hồn các tín hữu. Và chúng ta cũng thấy rằng nếu như trong cuộc sáng tạo đầu tiên thì Đức Chúa dùng lời hay là thổi hơi để sáng tạo muôn loài, nhất là dựng nên con người, thì trong biến cố phục sinh, Chúa Giêsu lại lập lại cái cử chỉ ấy, cũng thổi hơi trên các tông đồ. Và các tông đồ từ những con người yếu đuối, sợ hãi, nhát đạn, kém cỏi, thì đã được biến đổi như là một cuộc tái sinh, một cuộc tái sinh. Và cái cuộc tái sinh hay biến đổi của các tông đồ như thế nào? Từ những con người sợ hãi, đóng cửa, thì bây giờ sau khi lãnh nhận Chúa thánh thần, các ông mở tung cửa rao rạng tin mừng khắp nơi. Khi mà bị chính quyền hay là Do Thái đó, những người đầu mục Do Thái cấm, rồi đe dọa, thậm chí bỏ tù hay giết chết, các ông đâu sợ. Đầy ơn thánh thần rồi các ông tuyên xưng, các ông bảo chúng tôi không thể nào không nói lên điều mắt chúng tôi đã thấy, tai chúng tôi đã nghe và tay chúng tôi được chạm đến. Là đấng Giêsu Kitô, đấng rao giảng tin mừng, đấng mà bị các ông giết chết, Ngài phục sinh, Ngài là Đức Chúa, Ngài là đấng cứu độ. Đấy là cái bài
nói theo kiểu giáo lý là bài giảng của các tông đồ hay là của Phêrô, người ta gọi là kerygma, tức là giáo lý cốt lõi. Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ năm xưa cũng là đấng được ban xuống cho mỗi người chúng ta. Chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, lãnh nhận Chúa Thánh Thần đó, ơn của Ngài vào ngay khi chúng ta được rửa tội. Ngay khi chúng ta được rửa tội. Và ơn Chúa Thánh Thần được kiện toàn hay là ban dồi dào hơn cho chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức. Nếu chúng ta đi dự thánh lễ thêm sức thì chúng ta để ý nhìn thế nào có một cái áo đỏ của cha nào đó, không có cái hình chiếc bồ câu, xong rồi có 7 cái tia, không biết ở đây có trang trí như vậy, có 7 cái tia, hoặc là trên cái tia có mấy ngọn lửa hay là 7 ngọn lửa đổ xuống cái trái địa cầu như vậy, hoặc là tín hữu đang giơ tay lên như vậy. Nhưng mà đây là một cái hình ảnh ngôn ngữ biểu tượng trong Thánh Kinh để diễn tả về Chúa Thánh Thần cũng như ơn của Ngài. Thường Thánh Thần được biểu lộ hay là được mặc khải qua cái hình ảnh là chim bồ câu hay là gió hay là hơi thở hay là lửa đó. Chúng ta để ý trong ngôn ngữ Thánh Kinh có một số biểu tượng về Thánh Thần như vậy. Vì Chúa Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta. Nhưng mà giữa cuộc đời như thế gian này có nhiều cái sự dữ, sự xấu, sự giả trá đầy, có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu cái sự dữ vây bủa và có thể nói cản cấm khó dễ chúng ta trong sứ mạng làm bao tin mừng. Như các tông đồ năm xưa nhiều khi chúng ta cũng nhục chí, chúng ta cũng sợ hãi. Nhưng mà lời Chúa đặc biệt mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay thì cho chúng ta một lần nữa tái nghiệm hay là trải nghiệm, cảm nghiệm đi hồng ân Thánh Thần đã được ban tặng cho chúng ta, để rồi với ơn Thánh Thần chúng ta như các tông đồ năm xưa được ơn can đảm. Thánh Thần ban nhiều ơn lắm nhá, một trong những nhân dịp này nói luôn ơn can đảm, ơn hiệp nhất đi. 7 ơn Chúa Thánh Thần chúng ta còn nhớ không? Học giáo lý thêm sức cái câu này, câu khảo cốt lõi này, để được lãnh nhận bí tích thêm sức thì hỏi Chúa Thánh Thần là đấng nào, rồi Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn nào. 2 câu này chúng ta chắc phải nhớ chứ phải không? Thánh Thần là ngôi ba tiên Chúa rồi đồng bằng. Rồi 7 ơn Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan thông hiểu lo liệu, khôn ngoan thông hiểu lo liệu sức mạnh suy biết đạo đức, ơn kính sợ Chúa. Chúng ta nhớ 7 ơn Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Thì với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta nhớ lại hồng ân Chúa đã ban, và cùng với sức mạnh của Thánh Thần hay Thánh Thần nối kết chúng ta, hiệp nhất chúng ta. Có một cái hình ảnh trong trong các bài đọc mà chúng ta thấy hay lắm, đặc biệt là bài sách tông đồ công vụ á. Các tông đồ là những người học lớp 3 trường làng, là những người dân chài thất học, ngoại ngữ sao nói được bao nhiêu thứ tiếng, nói tiếng gốc mà còn ngọng chứ đừng nói là ngoại ngữ. Vậy mà khi mà được ơn Chúa Thánh Thần, các ông đi rao giảng mà đến độ, chúng ta nghe sách tông đồ công vụ ghi lại mười mấy dân tộc, bao nhiêu thứ ngôn ngữ, vậy mà nghe các tông đồ giảng đều hiểu hết. Đấy là nhờ hồng ân Thánh Thần ban đấy. Cho nên và qua cái hình ảnh này chúng ta sẽ được gợi nhớ đến cái hình ảnh của tháp Ba Ben năm xưa. Cái tháp Ba Ben năm xưa, trước khi tháp Ba Ben thì con người cùng một ngôn ngữ. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta hiểu theo cái ý nghĩa nha, chứ không hiểu theo hoàn toàn theo nghĩa đen nhá. Theo cái nghĩa sự kiện lịch sử theo nghĩa đen thì không hoàn toàn như vậy đâu. Cái ngôn ngữ Thánh Kinh nó có nhiều thể loại, và trong mỗi một cái thể loại đấy người ta dùng để áp dụng cho những cái bài học khác nhau. Khi nào chúng ta có dịp học thần học Thánh Kinh ở các lớp của học viện hoặc là của bên đền Bát Tít đấy, chúng ta có thời giờ chúng ta tham dự chúng ta sẽ hiểu biết hơn. Vậy thì trước khi mà tháp Ba Ben ấy, con người cùng một ngôn ngữ thôi. Thế thì khi mà con người phát triển lên á, thì người ta nhớ lại cái câu chuyện biến cố hồng thủy năm xưa. Con người lan tràn trên mặt đất, tốt xấu lẫn lộn và dần dần nó xấu nhiều hơn tốt. Thế thì Đức Chúa mới thanh tẩy bằng một cái trận lụt, người ta gọi là hồng thủy. Hồng là lớn, thủy là nước á. Một là nói là đại hồng thủy, nhưng mà chữ hồng thủy là cũng đủ để diễn tả một cái cơn đại lụt rồi. Vậy thì chết hết, mặt đất thì chút luôn, đại khái là phủ. Đây là theo ngôn ngữ Thánh Kinh nhé. Còn cái địa lý, ngôn ngữ khoa học và lịch sử khoa học được nghiên cứu sẽ có một cái có thể khác xíu. Nhưng mà theo ngôn ngữ Thánh Kinh thì coi như con người bị thanh tẩy đi,
bị chu diệt để tạo nên một cái dân mới từ dòng dõi ông Noe là người công chính. Thế thì khi mà con cái ông Noe đã sinh sản ra, rồi từ từ sự dữ cũng tràn vào. Thế khi mà sự dữ tràn vào thì con người nhớ lại cái biến cố này, bảo chết rồi, chúng ta cứ cái kiểu như thế này thì thế nào Chúa cũng cho một trận nữa, chết luôn á. Thôi thay vì sám hối để Chúa thương không phạt, bây giờ ta cứ tội lỗi đi, ta cứ tội lỗi đi, nhưng mà để làm cái gì khi mà Chúa phạt? Thôi ta xây cái tháp để chúng ta cứ phạm tội đi, khi mà Chúa cho lụt như hồi trước á thì chúng ta lại trèo tháp chúng ta sống, ok, chấp Chúa luôn. Đấy là một cái sự kiêu ngạo chống lại Đức Chúa và chìm đắm trong tội lỗi của mình. Nhưng mà khi mà con người đang xây cái tháp như vậy thì bắt đầu Chúa cho loạn ngôn, nó gọi là ba sàm ba láp ấy. Cái chữ ba sàm ba láp bù lô bù loa đó. Thì là tức là con người không hiểu nhau, gọi là loạn ngôn, và từ đó phân rẽ nhau, mỗi một người tỏa ra đi một ngôn ngữ khác nhau. Vậy thì đấy, qua cái ngôn ngữ thánh kinh như vậy để diễn tả cái gì? Con người khi mà chống lại Đức Chúa thì bị phân hóa, bị chia rẽ. Và chính cái sự chia rẽ nhiều ngôn ngữ như vậy thì bây giờ mừng lễ Chúa Thánh Thần mọi người đều có thể nghe được. Và vì Chúa Thánh Thần là đấng nối kết người ta, Chúa Thánh Thần là đấng nối kết người ta để người ta có thể hiểu nhau trong cái sự ơn hiệp nhất. Diễn tả như bài đọc thứ hai chúng ta nghe đó, là con người hay là trong ơn Chúa Thánh Thần chúng ta được hiệp nhất như là một thân thể, mỗi người là một bộ phận. Chúa là đầu, mỗi người chúng ta là một chi thể khác nhau nhưng mà hợp nhất trong một thân thể duy nhất. Vậy thì chúng ta qua lời Chúa hôm nay đảm bảo hồng ân Chúa Thánh Thần tác động thánh hóa chúng ta qua bí tích, để rồi chúng ta trở thành con của Chúa, chúng ta trở thành anh em với nhau. Trong Chúa Giêsu chúng ta có Chúa là cha, anh em với nhau một nhà. Xin cho chúng ta cảm nhận niềm vui, hạnh phúc, tự hào vì là con Chúa trong một gia đình đây. Để rồi với ơn Chúa chúng ta can đảm vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những cái thế lực đang phá hoại giáo xứ cũng như mỗi người chúng ta cũng như giáo hội, để rồi chúng ta can đảm trở thành những chứng nhân hân hoan loan báo tin mừng Chúa cứu độ. Amen. Mời chúng ta đứng trước sự đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
em thân mến, từ trái tim bị đâm thâu của Chúa trên thập giá đã vọt lên nguồn nước hằng sống là Thánh Thần. Đấng là tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng ta, thanh tẩy ta khỏi tội và đưa ta vào sự kết hợp với Chúa. Chúng ta xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta. Các tông đồ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Xin cho các đức giám mục được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để đời sống thánh thiện, hy sinh và lời giao giảng đức tin có sức hiệp nhất hội thánh và dẫn nhiều người nên thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Xin cho các dân tộc trên thế giới biết gạt bỏ hận thù, chia rẽ, cùng nhau kiến tạo một gia đình nhân loại liên đới, tôn trọng sự thật và công lý, để mọi người được sống trong hòa bình thịnh vượng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mọi người đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Xin cho các bạn trẻ luôn can đảm sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để họ luôn sống trong sự thật và tình yêu mà tiến tới sự thánh thiện tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong một Thánh Thần, chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta sẵn sàng để Chúa Thánh Thần hoan cải đời sống và tâm hồn nên giống Chúa Kitô và xây dựng một gia đình hiệp nhân yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để người thanh tẩy chúng ta khỏi những suy nghĩ và dục vọng trần gian, giúp chúng con sống theo chân lý và tình yêu của Chúa mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con từ chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi luôn, thật là chính đang phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay. Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thân, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sông lại đều mừng rỡ hân hoan, đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường xin và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tổ tơ Chúa là quý cha cố, quý tu sĩ, quý chức bàn giáo, quý ân nhân, mọi người giáo xứ chúng con, hội viên và ân nhân, gia đình Chúa Giêsu lao động cùng các linh hồn mà chúng con hiệp dâng lễ hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện dân cha cả sang, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin tối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rồng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khi và bắn bơi trời. Xin bao toàn ơn Chúa tăng ban để thần khi Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con và bắn bơi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạp tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời công đoàn ngồi nghe thật bằng một vụ xin. Thông báo mục vụ Chúa Nhật thứ 8 phục sinh lễ Chúa Thánh Thần diễn xuống. 1. Thứ hai ngày 13 tháng 5 vừa qua, giáo xứ Kẻ Sạch chúng ta mừng kỷ niệm cung hiến nhà thờ và làm phép khánh thành nhà mục vụ. Đây là công trình của cộng đoàn cũng như quý ân nhân xa gần. Xin cảm ơn quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ân nhân, quý khách, các gia đình trong giáo xứ, quý giới, quý ban ngành, hội đoàn và các đơn vị phục vụ lễ. Cảm ơn mọi người đã hiệp thông cầu nguyện, quảng đại đóng góp, âm thầm cộng tác, dấn thân phục vụ. Cảm ơn gia đình anh chị Phương Mai, cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh Thanh Phương đã ủng hộ thiết bị vệ sinh Cu Tô. Cảm ơn tiệm ảnh Đại Dương đã ủng hộ các bộ ảnh và khung hình quý đức cha, quý cha tại phòng khách và hội trường nhà mục vụ. Cảm ơn cửa tiệm khung ảnh Duy Phong, khu Mông Triều đã hỗ trợ thực hiện các khung và kính vi bằng quý ân nhân. 2. Chúa Nhật 19 tháng 5 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, kiêng việc xác. Gia đình Chúa Giêsu lao động mừng lễ lúc 5:30. Lúc 19 giờ giáo xứ khai giảng khóa giáo lý hôn nhân tại hội trường nhà mục vụ. Giáo xứ do giới trẻ phụ trách. Lưu ý các học viên có mặt đúng giờ. Kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý giảng viên hiện diện khích lệ. 3. Các anh chị giáo lý viên tổ chức các sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi với nhiều hoạt động thi đua, hội thao. Mong quý phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ các em tham gia để các em có mùa hè tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. 4. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, giám đốc trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, gửi tâm thư đến các gia đình mời gọi hiệp thông cho công trình trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của giáo phận. Tuần này ban điều hành các khu họ gửi đến các gia đình, tuần sau các gia đình bỏ vào thùng hiệp thông hay giỏ nhà thờ để giáo xứ tổng kết gửi về tòa giám mục. 5. Tuần qua, nhiều người trong giáo xứ phát hiện những trang Facebook mạo danh cha chánh xứ và ban hành giáo, kết bạn, đăng tin, gây chia rẽ cộng đoàn và sai lạc đức tin công giáo. Vậy mọi người lưu ý cảnh giác. 6. Để tạo cảnh quan khuôn viên nhà mục vụ xanh sạch đẹp, ban hành giáo thông báo các gia đình không để cây, đồ vật, rác quanh tường nhà rào nhà mục vụ. Ban hành giáo sẽ sắp xếp cảnh quan, bố trí các thùng rác công cộng tại những vị trí thích hợp. Mong các gia đình đóng phí môi trường cho nhân viên vệ sinh, đồng thời bỏ rác tại nơi quy định. Như vậy vừa tạo nếp sống văn minh đô thị, vừa giữ đức công bình xã hội và làm việc bác ái, thuận lợi hơn cho nhân viên vệ sinh môi trường. 7. Gia đình cụ Anna Nguyễn Thị Tứ, bà trò, có tổ chức đọc kinh dỗ một năm tại nhà thờ lúc 16 giờ chiều nay, mong mọi người tham dự. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cộng đoàn đã vừa nghe thông báo mục vụ. Một lần nữa cùng với cộng đoàn chúng ta vỗ cho bó tay chúc mừng gia đình Giêsu lao động. Việc thứ hai nữa là nhiều người phát biến trang Facebook giả đó, tức là mạo danh đó. Đây là việc làm bất chính và gian dối, và đặc biệt là đăng những tin sai sự thật và rối đạo, tức là sai tín lý thần học, cho nên mà lại mạo danh cha xứ để đăng như vậy. Vì vậy rất ảnh hưởng đến cá nhân tôi cũng như giáo xứ cũng như giáo hội. Vậy thì những ai mà trong
cộng đoàn giáo xứ chúng ta có khả năng chuyên môn về công nghệ thông tin hay là về an ninh mạng như nào đó, thì xin có thể giúp quý cha cũng như quý chức bàn giáo để gỡ bỏ cái trang thông tin sai lạc bất chính và gian dối này. Tôi không có cho phép họ làm như vậy nha. Họ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những cái việc giả dối cũng những nội dung họ đoạn tin, và tôi thông báo để cho mọi người. Có khi nhiều người bên ngoài người ta cứ nghĩ đó là linh mục công giáo đó, mà biết cái bài sai lạc đức tin như vậy thì giáo hội chúng ta sẽ ra làm sao. Cho nên cộng đoàn chúng ta hết sức cộng tác với nhau và dùng khả năng chú ban của mình, không phải để phá đạo mà là để xây dựng cộng đoàn giáo xứ, một cộng đoàn đức tin vững mạnh hơn. Rồi thứ ba nữa là chúng ta nghe thông tin là Đức Cha Đảng Minh kêu gọi gửi tâm thư đến các gia đình, và vì vậy trong gia đình của giáo phận, mỗi người chúng ta, mỗi nhà cũng như giới hội đoàn chúng ta cũng chắc chiêu. Mặc dù Đức Cha nói có nhiều khó khăn trong cuộc sống kinh tế ngày nay, nhưng mà công trình giáo phận cũng rất cần sự hợp tác, cầu nguyện, hỗ trợ của nhiều người. Thì xin chúng ta, nhất là giáo xứ chúng ta có việc thì chúng ta tập trung cho việc xứ, giáo phận có việc thì chúng ta tập trung cho việc giáo phận. Việc mặc ai chúng ta vẫn thực hiện, nhưng mà xin các giới các hội đoàn cũng chung tay góp phần cùng với giáo xứ để chung lo việc giáo phận. Chúng ta ví dụ thay vì nói ra là chúng ta lo việc của bản thân, của gia đình cũng như của cộng đoàn giáo xứ giáo phận trước, và sau đó chúng ta cũng vẫn chia sẻ những việc bác ái cho những nơi khác. Nhưng mà chúng ta trong khi giáo xứ hay là giáo phận có việc thì chúng ta tập trung cho những cái việc của mình, đặc biệt là hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận. Vì vậy trong tuần này thì quy chức đồng bằng giáo khu, và xin lưu ý nhé, không có một phong thư nào mà không có tên nhé. Trên tinh thần Đức Cha ghi rõ trong thư mục vụ và trong các email, giáo xứ chúng ta thì ban điều hành giáo khu nhiều khi không thực hiện theo ý cha. Cha nói một đàng cứ làm nẻo mà. Đó, cho nên cái đó là cái trên nguyên tắc về mục vụ và không được phép đâu. Trong giáo xứ cha nói theo chỉ thị của giáo phận, chúng ta cứ ghi tên, trân trọng từng gia đình, từng người. Còn chuyện họ khả năng đóng góp bao nhiêu là tùy khả năng của họ. Giáo phận không kêu gọi là ai phải đóng bao nhiêu, nhưng mà tùy khả năng chú ban, mỗi một người góp phần trong lời cầu nguyện cũng như trong khả năng của mình. Một đồng xu của bảng hóa cũng là được giáo phận trân trọng. Và vì vậy để diễn tả cái sự trân trọng thì xin một lần nữa tôi thông báo chính thức luôn, những gia đình nào mà nhận được cái phong thư mà không có tên ấy, chúng ta không có hiệp thông nha. Thứ hai nữa, cái lỗi ấy là do quý ban điều hành giáo khu. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa là ban điều hành giáo khu, các ông chùm phải nghe cha xứ. Trong giáo phận, tất cả mọi người nghe Đức Cha. Trong giáo xứ, mọi người nghe cha xứ. Trong gia đình, mọi người nghe bố, nghe mẹ của mình. Lúc đó, tức là nguyên lý Phêrô, nguyên lý của giáo hội mà chúng ta cần phải tuân thủ. Xin chúng ta một lần nữa nhắc nhở và nhấn mạnh như vậy, để trong tình gia đình, trong tình của giáo xứ và giáo phận cùng giáo hội, chúng ta nỗ lực trong khả năng của mình, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh, bằng sự cộng tác xây dựng giáo xứ, giáo phận cũng như giáo hội. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn và xin kính mời đứng. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha siêu sang, đấng đa thương ban thánh thần bảo trợ để soi sáng lòng trí các môn đệ, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một thánh thần. Amen. Xin ngọn lửa đã xuất hiện cắt lá lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. Xin đấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trong đời đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Thần Kinh Chúa đã
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Thánh Thần khấn xin người đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê. Lạc hướng về chung